Ok, chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì cũng là một clip mình đi lắp đặt mọi người ha. Và hiện tại thì anh em đang ở bên Hóc Môn thì lắp đặt từ trưa tới giờ cũng đã xong xuôi cả rồi. Thì đối với cái combo này được lắp trong căn phòng này thì thuộc như là lắp tạm thời mọi người. Vì là khách sau sẽ cho qua một cái phòng lớn, đó sẽ làm phòng, một cái phòng chuyên dụng rồi cho ra phòng lớn, cho nên là hiện tại thì đây là một cửa hàng, một cái tiệm vàng vàng bạc Kim Phát mọi người ha. Đó, cho nên là khúc này là khúc chỗ này là chỗ phần bên trong chỗ để khách thư giãn đôi xíu, cho nên là khách sẽ lắp tạm thời ở đây rồi sau mới chuyển đi. Thì mình sẽ tổng quan qua cái combo được lắp trong cái căn phòng này. Thì đối với bộ này thì mình phối ghép đó là một cặp loa JBL 4012. Đó, và súp thì mình sử dụng súp cũng của là MF3, một thương hiệu tới từ Đức mọi người. SE thì chắc mọi người chúng ta không lạ gì nữa. Rồi phối ghép về cho bộ máy thì bộ này mình phối là một chiếc main Crown XLi 2500. Vang số thì mình cũng phối ghép đó là của JBL KX180A và một bộ đầu màn Việt Ca, kèm theo đó thì micro là JBL VM200. Bây giờ thì mình sẽ tune hệ thống xong rồi một lát nữa thì mời mọi người chúng ta cùng nghe thử ha. Chào mọi người, thì vừa rồi thì mình cũng đã test thử một vài đoạn nhạc rồi và khách hàng cũng đã có test rồi, thì không biết chúng ta nghe chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây, thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like share subscribe. Bye mọi người.